thì mình lại tái chế tiếp những cái hũ sữa chua này. Bây giờ mình sẽ cắt cái viền này ra để cho nó đỡ vướng ha. Nhưng mà cái viền đó thì đừng có vứt đi nha. Trước đó là mình đã bọc nhĩ rồi, còn bây giờ mình sẽ lấy dây thần để mình cuốn. Nhưng mà mình chỉ cuốn sát lên trên này thôi ha. Còn ở trên này mình sẽ cuốn vào một cái viền đỏ. Rồi bây giờ công việc của mình là sẽ nhét xúc vào. Cái nhựa lúc nãy là mình cắt bỏ vào đây luôn nha. Việc còn lại là mình sẽ trang trí cho cái hũ này bằng cách là mình sẽ đánh mắt mũi mồm miệng vào đây. Thì bây giờ cái hũ này xong rồi đó, thì các bạn muốn cắm gì thì cắm. Nhưng mà mình thì sẽ cắm những bông lúa vào đây, bởi vì hồi Tết đó mình có mua rất là nhiều nhưng mà mình cũng không có cắm hết. Và bây giờ mình sẽ cắm vào đây. Các bạn cũng có thể cắm hoa giả để ở bàn học, và cũng có thể là đục lỗ để trồng cây ha. Mình sẽ trang trí mấy bông ở đây. Bây giờ mình sẽ làm bên cái bình, thì mình sẽ gắn nắp chai nước vào một cái hũ lau khác. Sau đó là mình cũng sẽ cuốn dây thừng, mà ở dưới này mình sẽ cuốn dây thừng màu. Và cũng tương tự như thế, các bạn có thể tái chế được nhiều chậu cây theo ý muốn nhé. Chúc các bạn thành công.